sắp lấy đứa kìa. Mua thêm đi, mua thêm về cho bạn nha. Anh có thấy bé Tâm Ni này nó chơi chai như vậy anh có buồn không? Không buồn không? Rồi em cảm ơn anh nha. Lại về khoái. Hôm nay cô ba bệnh giọng nói bị khan nha. Ai vậy? Ai vậy? Bây giờ mưa lên xuống là đẹp nữa. Coi em nữa. Tính nếu người ta tới nửa đêm làm hạ có người thì... có người yêu chưa? Người ta đứng bên kia kìa. Nghĩ sao vậy chị? Bây em mưa thôi. Ngon không? Ngon lắm đó. Ngon. Ngon. Xí quách không? Nè. Rớ tiền kìa. Quay lại lấy chồng đi. Mua thêm đi. Còn một cái nữa nghe. Sắp lấy đứa kìa. Mua thêm đi, mua thêm về cho bạn nha. Anh có thấy bé Tâm Ni này nó chơi chai như vậy anh có buồn không? Không buồn không? Rồi cảm ơn anh nghe. Lại về khoái. Em lại về khoái. Đi về liền. Anh chở em về chứ. Điếm rồi bà kéo tôi để tôi điếm nè. Trời ơi. Mẹ chai quá. Chết rồi, phía sau nữa kìa, Tâm Thi. Đủ chưa vậy, Tâm Thi? 1 ly 12, 2 ly đủ, 1 ly không ớt. 2 ly đủ, 2 ly đủ, 1 ly 12, 1 ly đủ là không ớt. 2 ly 2 chục, 1 ly không ớt. 2 ly 2 chục, mà mỗi 1 ly đó là 1 ly không ớt, 1 ly không ớt. Rồi, cái ly nhỏ cho anh, nhiều ớt. Cái nhỏ là ly gì? Không có ly gì. Này có cỡ 1 ly 2 á. Nhỏ hơn. Rồi. Đâu qua đây? Dạ, không có một ly. Lấy cái bình thử, bỏ cho 2 ly của ta. Lấy 1 ly 12 nữa em. 2 ly đầy đủ, 1 ly không ớt. 1 ly 12 à. Lấy 1 ly 12. Có nhiều. Con trai. Ủa gì là 3 ly hả? 3 ly, 2 ly. 3 ly. 3 ly. Ly 12 nữa anh. Cái ly 12 là ly ớt nhiều. Ai ăn? Chị ăn. Anh ăn ớt không? Ok anh Jun Khan. Rồi đây là ớt nhỏ. Anh đang nghe còn được duy nhất ớt nhỏ nhỏ. Ủa anh nhớ là em kêu Tâm Thi về nướng bắp mà đâu phải kêu về giao bắp đâu Tây Thi. Tâm Thi chai miếng xin rõ rồi. Nhưng mà nó khó rồi, anh khó. Cũng có khó. Ok, thấy nhịp nhắn của anh là Jun Khan rồi nha. Cũng khó luôn. Không có mê chai rồi, vô cái này đi 12. Đó, rồi xong. Ớt gì là Tâm Thi. Tôi sẽ té luôn. Té luôn. Tâm Thi thấy anh trời sớm. Đã ăn cơm bắp thì còn non, đã đẹp. Ăn em không có no. Trời ơi, anh thì sao kêu gẹo. Rồi không lấy bắp. Thì cái bà đứng qua đây, ai kêu. Ủa hình như Quy. Hình như Quy định bên mình là phải cởi khẩu trang mới được mua đồ đúng không? Corona. Đó. Rồi ra đây em chấp nhận. Ba ly 60 em lấy cái tay. Ủa? Em rồi cảm ơn anh Dương Khan nha. Em lấy tay em sợi nè. Có vấn đề gì nè anh Kha? Kiểm tra coi có nóng không? Không nóng sốt thì cởi khẩu trang ra. Đo gì nè, đo gì nè, ôi ôi chết rồi. Mấy người mua nữa chứ. Là chi thắng của chơi là 6 ly. Dạ 3 ly nè. 3 ly đầy đủ ha anh. Có mua nè. Trời ơi là trời. Em làm sao để anh cười lên đi Tâm Thi? Hả? Làm sao để anh cười lên đi, nụ cười của anh là nụ cười. Đó thấy chưa. 3 ly, cái ly kia nó ngã đổ. Răng anh rất là đẹp luôn. Lời nha. Trời ơi bàn tay trắng nõn. Trời ơi. Rồi. Anh ở đâu qua đây? Muốn ăn lửa qua đây nữa. Hồi chiều có qua rồi mà lúa đang nhóm lửa. Trời ơi gì bệnh hả chị người mình bệnh hả? Ôi dạ, nó cũng ôi, cưng quá trời. Thôi giờ thôi em đi ăn kia như với 1 ly 12 mà tính 36. Ba má ở quê. Thôi lỡ rồi. Cưng quá trời ơi. Em gái ba đi em gái. Ớt đầy đủ hả? 2 ly 12, 1 ly 20. Của ai? Của anh à? Có, người khác 2 ly 20 hay là? 2 ly 20, 1 ly 12 là 50. Đâu 56.
có thì phải lạnh vậy người ta buồn có thì đâu không có lại lại mất gì cái kinh nghiệm gì nhớ lại một chút của anh ba ly hả ba ly 20:60 khán giả đó. Kêu á là Tâm Thi phải thay cô ba nói là cảm ơn mấy anh chị ruột. Dạ, em cảm ơn anh. Cô ba đang phát tiếng. Tâm Thi đã. Bắt đầu cho em. Bà phải nói, bà phải dùng tấm lòng bà phải nói bằng vừa. Em cảm ơn anh nhiều nha anh ruột. Cố bằng ngon nhớ ủng hộ em nữa nha anh ruột. Được chưa chị? Anh lên. Lên đây. Ai ăn thịt đâu mà BD ăn thịt đâu mà dịch lên đây. Lên đây coi. Ta nghe. Đi qua bên đây đứng nè con. Qua bên đây đứng nè. Em mua mấy chai? Đây ngại tôi tủng luôn. Tủng luôn kìa. Em mua một chai ha. Một ly này này này. Đây, 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 một ly. 20.000. Rồi đưa tiền rồi. Đưa tiền rồi rồi. Lấy một ly rồi. Đã đi đứng là tủng cái trời. Anh chốn. Đấy người ta không nghe chứ gì. Hay mà ô lột nói cái gì vậy? Có không? Khán giả nói là trai sợ Tâm Thi như sợ ma. Làm gì đâu mà. Anh này ai thế ai tới đây hả? Tới đây đi. Một ly đúng không? Bữa giờ hỏi sao nhưng mà được anh ấy. Một ly này đủ luôn. Rồi. Đớp làm đớp cái này đi. Rồi nè xong mình làm đi ra rồi làm đớp cho chú chị để dạ, em luôn. Cảm ơn chú. Chú xong chưa? Chú còn 18 ly nữa. Trời ơi, lâu quá. Nãy giờ kêu là đủ rồi đó. Mọi người nhớ cho mình năm phút cuối cùng like nha mọi người. Một ly đầy đủ nữa. Tôi qua đây cứ nước mắt cái em. Tâm Thi, Tâm Thi, tôi có ớt kìa, từng ớt. Chưa ớt hả có? Chưa có, chưa. 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 Thêm một. Em cha đã quên là có. Để em cha tất cả. Có hả? Có bỏ rồi. Phải cái này nó hơi mặn, nó bỏ ít chiêu. Em cảm ơn anh. Một ly đầy đủ luôn ha anh. Rồi, nó ra bốn hỏi bà luôn. Có tầm người xa đi. Có cái gì nó 30 không? Dạ, có tầm người xa đó. Cái này nó 30. Em ơi, em mua chưa? Đã mua rồi hả? Rồi chị cảm ơn em. Mua chưa? Chưa mua hả? Rồi né đó chị và bà đi vô đây. Anh Ly. Sợ mới quay hay sợ mới đi? Không, sợ mới quay. Đi vô đây. Không chỉ nhưng mà. Mấy ly phòng lý đó. Ủng hộ bắp nướng nè. Bắp non quá trời luôn. Bây giờ mình nước miếng chảy em trọng ọc 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 luôn. Rồi làm tôi ngực cho em lấy có 29 triệu thôi. Làm ngực bên mình đó là 29 triệu thôi. Nhưng mọi người đó là riêng nhỏ em mình là Tây Thi thôi. Mấy bữa gầy. Ồ. Cũng bảo bà ba qua vậy. Mai vậy cho chị. Vì vậy em chưa có định chặt thôi thì nhất là mới đặt được. Thôi rồi, còn nó đáng phải không? Dạ. Con lo tính tiền đi. Thì nào giống như là ổn định chút xíu thôi em bán. Hình như lắm, bạn này hôm bữa có gặp bên Phương Trinh đúng không? Ờ đúng rồi. Nãy Phương Trinh có ghé đây nè. Có không? Có, ghé thăm Tây Thi đó. Phương Trinh bánh lăng á. Trinh bánh lăng thì bán rồi đó. Ủa này có ghé không? Có, nó có ghé đây chơi nè. Anh qua thăm nó, cái nó cũng hơi rảnh rảnh á. Anh kêu nó qua đây chơi. Em đang giảm cân. Mập quá, cũng nhấn cân nhưng mà từ giờ không bắt quả ngon, cân nổi. Nhưng mà dùng dầu này cũng không có giống như mỡ đâu, nó cũng đỡ hơn. Bà vui vẻ mà không chịu quay. Mấy lần vậy? Làm mấy ly đơn phụ cho anh. Chào Mèo Nguyễn nha, cô nướng bắp đó quá trời bớt đốt hết số thì nha mày. Ủa là 6 ly. Ly mở hành ly nha. Đang làm những cái phần này cho ai vậy bé Út? À, dạ làm cho anh Chánh á. Anh Chánh hả? Dạ. Cái anh mà hồi nãy mới lại mua đồ. Ảnh sẽ mua ảnh mang đi luôn hả? Dạ ảnh em đi 10 phần rồi, còn cái này em quán đưa cho mấy youtuber. Dạ mấy phần? Dạ ảnh mua 50 phần, em chia 2 phần. À vậy là 50 phần này sẽ nhờ chắc là anh Việt Nam Bốn Phương đi phá đó. Trên đường về. Trên đường về.
1.4. Trong phát số lượng vừa vừa phải phải thì ok, mọi người sẽ đỡ đỡ cực hơn buổi đêm. Chứ không phát nhiều quá là mình đi tới nửa khuya, mọi người rất là mệt. Mọi người ơi, có lẽ còn cắt quan kim không được rồi mọi người ơi, tại vì cứ 4 giờ nó máu rồi. Hot boy nửa khuya. Đây này có gì chưa? Nói gì? Không biết. Ủa rồi, đúng rồi. Chưa ai ăn gì đâu chị. 20.000 một phần. Bữa nay không không can cho hộp thuốc đi về rồi. Đâu hộp thuốc đâu rồi? Đây cô ba được một anh mua hộp thuốc từ Mỹ gửi về, vì là thấy cô ba leo lên chỗ này á lúc mưa hồi chiều á, ảnh lo cô ba bị cảm. Uống chưa? Uống thử một viên chưa? Uống sẵn đi. Cho bé này uống viên này, ai cũng uống được hết trơn á. Mấy... em không muốn hả? Có mình em không muốn hả? Cô ba uống cho cô ba máu hết rồi. Tối về tình hình cô hai sao nhớ nhắn nha cô ba. Em bệnh thì em có chồng em mua, chồng em lo, còn cô hả? Cô ba có mà. Cho cô ba uống đi, cho cô ba mấy làm hết chứ còn gì nữa. Anh tới đây mua luôn can mà mới sách đi đó ha. Bao nhiêu phần như vậy? Anh nhiều là mấy không có lời. 24 phần nữa rồi. Cảm ơn anh chị đã mua bọc cho em tặng bình em, nhưng mà em không có làm hàng ngày được. Sức không có cho sức, như là em có làm không có đủ sức để đi một ngày. Em làm một lần thôi. Đúng rồi. Thôi vậy là hôm nay cô ba ở lại dọn đúng không? Yeah. Thì anh sẽ cùng với anh Việt Nam Bốn Phương đi giao mấy cái phần còn lại này nha. Đi đi tặng cho những người ở ngoài đường. Cảm ơn hàng YouTuber này nhiều. 20 phần hả? 26. Cái này 26 phần. Không có nhiều. Ở đây có 16 phần thôi. Hồi nãy cho anh kia lấy 10 rồi. Ok, vậy có 16 phần. Bao nhiêu mình tính bao nhiêu và bao nhiêu để ngày mai, tại giờ cũng trễ mà. Trên đường em về thì cũng vắng rồi. Hôm nay cô ba còn nhiều mỡ hành. Hồi nãy đổ ra còn vẫn còn nhiều. Vậy. Tại vì bán mưa gió lắc tường phải không? Mình bán vô chúng cái chân cái mày mùa mưa là mình phải chịu như vậy rồi. Nhưng mà cảm động có làm tránh mấy đồng nghiệp em, anh mua cho em 50 phần bắp mà cuối giờ đã anh nấu hết cho người ta thôi. Chị hai bệnh cho là con lại cho em bán về bệnh rồi. Mình thấy cũng hơi vắng vắng trong lòng vậy không? Thương quá à, hồi sáng em quay thấy cái cảnh chị hai nằm á. Để coi mai. Tình của chị hai á, thì em không có nói trên đây được. Vậy đó hả? Dạ, nó hơi... em biết nó sao không? Chạy đi không à?
trời hương rồi trời. Trời ban cho quá. Vậy là chị Hai có bệnh trong người đó mà Tây Thi cũng không tiện chia sẻ bệnh của chị Hai. Cho nên có gì mai mốt Thuận sẽ cập nhật thêm. Cập nhật thêm tình hình của chị Hai cho mọi người nha. Rồi cái video này là video cuối ngày hôm nay của Tây Thi nha mọi người. Mọi người có thương hai chị em thì tiếp tục ủng hộ bắp trong những cái giờ mà hai chị em bán từ 4 giờ chiều tới khoảng 10 giờ hơn buổi tối thì ở 75 Ông Ích Khiêm nha mọi người. Tới giờ này vẫn còn nhiều người chưa có biết cái địa chỉ, vẫn trở lại cái địa chỉ cũ kiếm đó. Cho nên ai có nghe khúc này thì nhớ là 75 Ông Ích Khiêm, 75 Ông Ích Khiêm nha, quận 11 đó.